cho mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến mọi người một cách chỉnh bí ẩn trong trò chơi rất nổi tiếng, kinh điển, quen thuộc từ xưa giờ của hãng tai to mặt lớn, mọi người thường gọi là cậu bé Mai Chen, tên gốc là Chuka Taisen. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cách chỉnh bí ẩn, đó là cách chỉnh cấp hạt, rồi chỉnh nhiều mạng và chỉnh đạn mạnh. Cái đó là tôi đề ta sẽ giống như sau: giữ lên trái B sát, sau đó select B trái. Đây mình sẽ vô menu chỉnh, thì mình có thể chỉnh lên cấp hạt rồi lên tối đa 5 mạng, rồi chỉnh đạn mạnh, rồi sau đó mình chọn vô màn, rồi mình có thể mau đem lại và nhấn B khoảng 6 lần thì đạn nó sẽ mạnh. Tôi chia sẻ đó chính là cách chỉnh bí ẩn của trò này. Thì phần chia sẻ đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các lần tới. Xin chào.